Nghĩa là cái người làm chủ sinh già bệnh chết là làm chủ nhân quả. Nhân quả không chi phối mà được đâu. Còn mấy con đang bị nhân quả chi phối. Còn người ta làm chủ. Làm chủ như thế nào? Một người làm chủ sinh già bệnh chết thì họ phải có tuệ tâm minh rồi. À, bây giờ thầy đặt ra những vấn đề. Thay vì thầy chưa tu chứng thì 10 giờ ngay tại ngã ba ở ở kia sẽ cái có cái tai nạn giao thông xảy ra, sẽ cán thầy gãy chân. Cái nhân quả của thầy mà thầy tu chưa chứng á, thì thầy nó tới đó nó giục thầy đi tới đó đó, nó cán thầy gãy chân đó, rồi kéo thầy nằm nhà thương để trả cái quả. Nhân quả mà trước kia thầy cũng đập họ gãy chân, bây giờ thì xe cán thầy gãy chân trở lại, đó là một cái bình thường thôi. Nhưng mà khi thầy tu chứng mà thầy biết là đúng là 10 giờ sẽ có cái xe màu xanh màu đỏ gì đó sẽ cán thầy tại đó, thầy biết trước mà, bởi vì tuệ tâm minh của người ta mà. Còn nó không có thời gian cho nên nó biết về tương lai của nó, thì nó điên diện đến đó cho xe cán thôi. Thầy đâu có ngu, có phải không? Thì như vậy là thầy chuyển nhân quả. Chỉ có người ngu mới đi đến đó để đưa chân cho nó cán thôi, chứ còn thầy đâu có ngu. Mà thầy biết rồi thì đâu có ngu. Trừ ra có thầy không biết á thì thầy phải chịu. Nhưng mà thầy là người có trí tuệ tâm minh rồi, tuệ tâm minh rồi, thì cái trí tuệ đó nó không bị thời gian ngăn, nghĩa là không bị tương lai, nó biết rõ về tương lai mà, cho nên nó thông suốt về tương lai. Quá khứ nó thông suốt, hiện tại nó thông suốt, ba thời gian của nó chỉ là một thôi, cho nên nó biết rõ, thì nó không ngu gì nó đến đó cho xe cán nó gãy chân. Bộ gãy chân bộ sướng lắm mấy con, cho nên nhất định nó không đi. Không đi làm sao xe cán nó. Mà qua giờ đó thì tức là nhân quả chuyển rồi, đâu còn nữa.